Thưa quý vị và các bạn, tại xã Ngài Thầu, một địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện Bát Sát, vài năm trở lại đây đã có những tín hiệu tích cực trong hoạt động phát triển kinh tế của thanh niên. Sự chuyển biến mạnh mẽ nhất chính là những thay đổi trong tư duy, nhận thức của chính các đoàn viên thanh niên. Khi họ có quyết tâm, khao khát xóa đói giảm nghèo, thì ước mơ lập thân lập nghiệp sẽ có thêm điều kiện để trở thành hiện thực. Thôn Ngải Thầu Thượng, xã Ngải Thầu đang có sự chuyển mình đáng kể, đặc biệt là sau khi dự án nuôi ngựa hàng hóa được triển khai vào đầu năm 2017. Gia đình đoàn viên Sùng A Dùa được hỗ trợ để mua đàn ngựa 10 con, xây dựng chuồng trại, trồng cỏ cho đàn gia súc. Chỉ sau hơn một năm, đàn ngựa của gia đình anh Dùa đã phát triển rất tốt và bắt đầu sinh sản. Những kết quả tích cực này giúp anh tin tưởng vào hướng phát triển kinh tế này và mong muốn sẽ tiếp tục nhân rộng đàn vật nuôi khi có điều kiện. Trước thì là mình chỉ là ruộng là nưa, nhưng mà bây giờ thì tôi chỉ tra sóc ngựa này thì không thể là ruộng là nưa, mà chỉ tra sóc cái cover này để là ăn là uống thôi. Nó dễ nuôi hơn cho bò, mà bởi vì mùa rét nó cũng chịu được rét, mà nó cũng phát triển nhanh hơn cho bò. Nếu có được kiện thì tôi cũng sẽ tiếp tục mua thêm mấy con về nuôi. Ngựa là loại vật nuôi truyền thống của bà con Ngải Thầu Thượng. Vậy nhưng nuôi ngựa theo hướng hàng hóa để xóa đói giảm nghèo thì trước nay ít ai nghĩ đến. Ông Sùng A Báo, người dân Ngải Thầu Thượng rất phấn khởi trước mô hình nuôi ngựa của con trai mình. Vẫn là loại vật nuôi ấy, nhưng cách chăm sóc khác, biết áp dụng khoa học, phòng chống dịch bệnh nên hiệu quả cao hơn nhiều lần. Trước khi thì khổ hơn là bây giờ là cũng cái con nó nuôi cái con ngựa này nó không khổ nữa. Bây giờ là tâm đây nằm con nó lại có lại ạ. Khá hơn như thế này vui quá chứ. Là chùa là làm đảm bảo cái gì kiểu năm mưa thì nó lại vào kiến trung cái chùa thì nó là ăn cỏ thì đỡ bao nhiêu rồi. Hiện tại Ngải Thầu có gần 160 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại địa bàn. Tỷ lệ các hộ đoàn viên thanh niên là hộ nghèo vẫn khá cao, chiếm trên 30%. Để thoát khỏi đói nghèo, ngoài chăn nuôi ngựa, phát triển đàn đại gia súc, không ít hướng đi mới đã được các đoàn viên thanh niên quan tâm phát triển như trồng cây dược liệu, tăng cường học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Những mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên tại Ngải Thầu tuy mới đạt được một số thành công bước đầu, quy mô chưa lớn, song sự thay đổi trong tư tưởng, nhận thức của các đoàn viên là điều dễ dàng nhận thấy và cần được khuyến khích. Cái nhận thức của đoàn viên thanh niên bây giờ nó có sự thay đổi rất là rõ rệt. Vì là các đồng chí bây giờ là cũng được đi ra ngoài, cũng va chạm xã hội nhiều, là cũng được đi qua những cái chỗ khác, là người ta cũng thấy những cái mô hình phát triển kinh tế của những cái đồng chí cũng là đoàn viên thanh niên ở xã khác, thì các đồng chí cũng rất là mong muốn là trong thời gian tới thì được làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương của mình, chứ không phải là đi làm thuê làm mướn đâu xa xôi. Trước đây thì có cái dự án, thì có những cái dự án của huyện thì là đoàn viên thanh niên thì cũng rất là ngại, vì là sợ mình không làm được. Thế nhưng mà từ trong những cái năm gần đây thì cái nhận thức của đoàn viên thanh niên nó được nâng lên, thì là đoàn viên thanh niên thì cũng mạnh dạn đứng lên để nhận những cái dự án làm giàu. Mặc dù vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng những tín hiệu tích cực, những nỗ lực để cải thiện phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp tại vùng cao Ngải Thầu Bát Sát là rất đáng ghi nhận. Và nhận thức chính là yếu tố then chốt để dẫn đến thành công trong cuộc chiến chống lại đói nghèo.